Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Thì ProArt là một dòng chuyên dụng của Asus dành riêng cho dân thiết kế đồ họa. Và màn hình của ProArt chính là sự lựa chọn tốt nhất để có thể sản xuất video, chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa với màu sắc khá là chuẩn. ProArt thì không phải là một dòng màn hình mới. Tuy nhiên như trước đây thì các sản phẩm của Asus liên quan đến ProArt đều có mức giá khá là cao. Còn trong 1-2 năm trở lại đây thì Asus đã thiết kế sao cho hướng đến nhiều đối tượng người dùng hơn bằng mức giá vô cùng dễ chịu. Và nếu như các bạn đang là sinh viên đang học về đồ họa thì với mức giá là hơn 5 triệu đồng, Asus ProArt PA247CV chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm xứng đáng dành cho các bạn. Thì đầu tiên mình phải nói đến độ chính xác về màu sắc trước nhé. Với bất kỳ màn hình ProArt nào thì Asus đều có chứng chỉ về độ cân chỉnh màu sắc tự động. Nghĩa là sau khi mua mẫu màn hình này về, các bạn sẽ không phải lo đi cân chỉnh lại màu sắc gì hết, chỉ cần mua về và sử dụng luôn thôi. Thì với độ bao phủ màu sắc khá là cao, ở đây là 100% sRGB, 78% Adobe RGB, 80% DCI-B3, độ sáng hơn 450 nits và delta E nhỏ hơn 2, thì độ phủ màu càng cao, màu sắc các bạn nhìn thấy sẽ càng là dễ chịu. Độ sai lệch màu sắc thì cực kỳ thấp để cho các bạn có thể phục vụ được nhu cầu làm việc về màu sắc hay là hình ảnh. Màn hình ở đây thì sẽ là màn hình 23,8 inch, thì đây là một màn hình có kích thước vừa đủ và hợp lý để phục vụ các tác vụ công việc. Nó không quá nhỏ cũng không quá to, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS, góc nhìn rộng lên đến là 178 độ. Tốc độ làm mới thì là 75Hz kết hợp với cả Adaptive Sync sẽ giúp màn hình của các bạn màu sắc luôn chân thực này, làm mới hình ảnh nhanh chóng, loại bỏ hình tượng giật hình hoặc là xé hình khi mà các bạn đang chỉnh sửa ảnh hay là video. Nhìn qua về phần thiết kế thì mình thấy được sự chắc chắn ở trên chiếc màn hình này. Mặc dù mức giá là có hơn 5 triệu đồng thôi, thế nhưng mà mức độ hoàn thiện của em này khá là tốt. Chân đế được làm bằng nhựa với lớp hoàn thiện bằng kim loại vân xước, có khả năng giữ vững màn hình ở trên bàn làm việc của các bạn. Về thiết kế thì khá là đơn giản với 3 cạnh viền mỏng, viền dưới cùng tích hợp thước đo theo cạnh màn hình để các bạn có thể hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và tạo nội dung khi cần thiết. Nút nguồn và các nút điều chỉnh thì cũng được Acer trang bị ở cạnh dưới luôn cho người dùng dễ điều khiển trên màn hình của mình. Về các nút điều chỉnh này thì các bạn sẽ có một vài tính năng nổi bật như là có ProArt Preset độc quyền của Asus sẽ mang tới khả năng điều chỉnh gam màu này, cung cấp nhiều chế độ để người dùng chỉnh sửa màu sắc, chỉnh sửa video dễ dàng, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sáng tạo của mình. Tính năng tiếp theo là Asus ProArt Palette sẽ cho phép các bạn tùy chỉnh màn hình thông qua một loạt các thông số bao gồm là màu sắc này, nhiệt độ này, dễ dàng kiểm soát màu sắc của các bạn lựa chọn hơn. Và có một điểm thì mình rất là thích ở trên màn hình này, đó chính là khả năng điều chỉnh công thái học, cho phép các bạn có thể điều chỉnh độ nghiêng, xoay trái, xoay phải, nâng lên, hạ xuống một cách cực kỳ linh hoạt. Đặc biệt là còn có thể xoay được một góc là 90 độ để các bạn có thể sử dụng màn hình dọc để lướt web hay là đọc báo vô cùng tiện. Mặt sau thì được Acer thiết kế tỉ mỉ hơn một chút với họa tiết phay xước có trang bị chuẩn VESA nếu như các bạn có ý định gắn chiếc màn hình của mình lên tường. Tuy không phải là màn hình cao cấp, thế nhưng mà Asus ProArt 247 vẫn được trang bị cực kỳ đầy đủ cổng kết nối, được đặt ở phía sau máy, sẽ bao gồm có hai cổng USB Type-A ở cạnh bên, bên dưới thì sẽ có một cổng HDMI, hai cổng DisplayPort, một cổng USB Type-A nữa, một jack tai nghe và một cổng USB Type-C. Đặc biệt là cổng USB Type-C này cho phép các bạn kết nối được với tất cả các thiết bị ngoại vi như là cáp C2C hoặc là C2A, tích hợp truyền dữ liệu này, tích hợp DisplayPort, rất là gọn nhẹ và tiện lợi nếu như các bạn làm việc chủ yếu trên laptop và muốn một mẫu màn hình có thể phóng to hình ảnh lên mà không cần vướng quá nhiều dây thì cổng USB Type-C này rất là tiện lợi. Asus ProArt thì còn có một tính năng nữa, đó chính là Daisy Chaining sẽ hỗ trợ chức năng kết nối chuỗi trên DisplayPort, cho phép người dùng kết nối chuỗi tối đa 4 màn hình cho một máy chạm đa màn hình từ một nguồn video. Nghĩa là các bạn có thể hoàn toàn kết nối màn hình này qua màn hình khác bằng dây DisplayPort mà không cần cắm vào bất kỳ nguồn nào, tối đa thì có thể lên đến 4 màn hình. Và trong hộp thì Acer cũng sẽ trang bị cho các bạn một dây nối cổng kết nối là DisplayPort này, một dây cáp C2C và một dây nguồn. Bảo vệ mắt và luôn nghĩ cho khách hàng lúc nào cũng là tiêu chí mà các hãng hướng đến. Vì thế với công nghệ là Asus EyeCare sẽ giúp cho các bạn có thể làm việc suốt thời gian dài mà không khiến đôi mắt bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ánh sáng xanh hay là nhấp nháy trên màn hình. Thì công nghệ lọc ánh sáng xanh siêu thấp với 5 cấp độ sẽ cho các bạn có thể điều chỉnh trực tiếp ở trên bảng điều khiển này. Và tổng kết lại thì theo mình đây là một sản phẩm tốt, phù hợp túi tiền, hay còn nói cách khác là ngon, bổ, rẻ cho bạn nào có nhu cầu làm việc về đồ họa. Thế nên link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho bạn click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.